thằng bỏ mẹ là uý đâu món rượu. Tôi gặp thằng đấy tôi thủ tiêu ngay. Nó khó uống cay bó mẹ đấy. Nó cay chả ngon lành gì. Mà uống vào nó lắm mồm. Uống vào nói nhiều. Nó phải đánh nhau. Hợp đồng đánh nhau. Nó chém gió loạn đấy. Nó xong chả nhớ với mẹ. Không đôi khi là chết có kiểu mượn rượu chửi nhau. Mà thứ hai nó hại sức khỏe chứ. Và lại gan lại thận chả được cái tác dụng mẹ. Tôi là một thằng uống rượu. Vâng. Tôi được cái mà rượu chè cờ bạc tôi thích. Anh định được cái thế tài. Tôi chả hiểu cái thằng bỏ mẹ là nghĩ đâu món rượu. Tôi gặp thằng đấy tôi thủ tiêu ngay. Nó khó uống cay bó mẹ thôi. Nó cay chả ngon lành gì. Mà uống vào nó lắm mồm. Uống vào nói nhiều. Nó phải đánh nhau. Hợp đồng đánh nhau. Nó chém gió loạn đấy. Nó xong chả nhớ với mẹ. Không đôi khi là chết có kiểu mượn rượu chửi nhau. Mà thứ hai nó hại sức khỏe chứ. Và lại gan lại thận chả được cái tác dụng mẹ đấy. Tôi là một thằng không gì. Các bạn ơi, thì chú Đường bọn hai nhà tôi là lâu không gặp nhau. Cũng là một dịp cuối năm ngồi nhà hoàn hình và được gặp em Đường đây. Hai nhà tôi cũng có một chút rượu cùng với nhau mà mời các bạn cuối năm sớm. Cuối năm 2020 và chuẩn bị sắp một tuần nữa là bước sang 2021 thì anh em tôi cũng là chúc nhau sức khỏe và chúc tất cả các bạn, chúc tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam này và quốc trên thế giới luôn luôn mạnh khỏe và phòng dịch rất chi là tốt. Chúc mọi người là hạnh phúc ăn Tết ngon lành. Chúc tất cả rồi ok nhé. Chú Đường là luôn luôn là làm công việc giúp tất cả mọi người công việc của chú làm ấy. Chúc chú luôn luôn sức khỏe để có mấy nào vui được. Chúc gia đình chú là có một năm sớm ăn Tết an khang thịnh vượng, sức khỏe và gia đình là chú luôn luôn sức khỏe và mãi mãi hạnh phúc. Vợ chồng em rất hạnh phúc. Đấy, anh chị hạnh phúc, sức khỏe và hạnh phúc, còn tiền bạc thì anh em mình có thể kiếm ra luôn và hạnh phúc và sức khỏe không kiếm được. Đấy hay quá. Đúng không? Em đang uống thuốc thật đấy. Nó bảo là uống nhiều thì nó ngạt mũi nên là tối qua ngồi uống rượu có lợi. Đúng không? Ông nhà lại xấu hổ. Biết mấy thằng đấy đi nhau chơi đi. Thằng ơi, thằng cấp thứ hai trẻ tuổi. Nay mời của chú cũng giúp là cho anh em giúp cho cháu dài á. Và trước gái và nó nuốt ở chén nào. Ông dịch nào không ăn gì, ông cắp trông thịt chó đấy. Cho một cái chó đấy. Một trắng đi sớm cho nó về. Chuột. Không được về. Ông Định ơi. Ông Định. Tải mày cái việc đấy kìa. Cho con nó ăn làm sao không? Để tôi gấp. Để tôi gấp đêm mùng nào nhé. Để tôi gấp một đồng. Ông mong biến ông thì gần ngay đúng không? Định ơi. Định. Ôi ơi. Đây này. Định. Em đang nói mày. Chưa nói mày là gì rồi. Lòng chó. Quay đâu mà quay. Lòng chó nhá. Tuyệt vời luôn. Đấy. Bây giờ tôi chỉ yêu cầu là ông Dịch cắp trong Dịch một miếng thịt hầu chó. Cái đấy hết rồi. Đó, đấy không được. Tại sao lại coi đi. Kiếm đâu. Này mà. Ôi Dịch ơi. Chú ơi, 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 chú ơi,
chưa? Cháu chưa biết thì nhắc cháu được, con không được gọi thế. Linh ơi, bố mình cũng dậy được Linh ơi, này này, không, còn mình chưa không, đưa chém con được, chém 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 thế chú Trần ừ, thế rồi. Chú Trần là không nhớ con. Thế thì tao nhớ lại mày thôi. Nếu thế thì mày nói không nên là chú Trần lại nhớ rồi. Cháu cũng gọi chú Linh thôi mà. À vâng ạ. À biết cái này. Nói như nào cảm ơn. Chú là đúng. Con đi gọi điện bảo anh Nguyễn Trọng như con. Nhưng mà chú là người chăm là con bảo cháu nào hôm tu cái nước canh này hôm nặng hôm nặng này con nặng này con cách đây 7 năm ui rồi chúng cấp giờ già rồi có nhớ không rồi bây giờ khổ lắm có tuổi rồi đấy mày không lấy mờ mà có là cái gì đâu không từ ngày mà tóc nó không mọc thế này nữa đây này lớn lên trước thì không nào giờ thành cứ cần cần kiểu gì ủa ra là những cái chưa dạy cháu ạ vâng chuyên trả tạo trả cái khác rồi đấy anh mắt ngắt tăng tỉnh luôn biết đâu có cái từ ra lộ nhiều thì ai biết anh tỉnh đấy nhưng mà lúc đấy là lúc đấy anh phải gọi chú bằng anh đúng không bây giờ như bây giờ lúc này thì chú phải gọi anh bằng anh nhập không mọc đâu đấy thì hai cái miệng đấy chú Duyên là có một cái xe không phải nói cần không phải nói cần ba chân đi cần ba chân cần từ la từ kiều từ nga gì kiều nga luôn và anh thì là đâu cần từ nhập thiên là thật sự không chơi bán lúc thắng không chơi bán em tin ba chân á thì tin ba chân nhiều đến nga đến độ đến quyết thì chỉ tin ba chân á thì một chân thôi thế là không đúng rồi đẩy em đúng rồi chú có chân vịt cơ, chân vịt cơ ở chỗ nghĩa đi ạ, anh vào được chưa? Có cái ông thắng vụ chưa bán thì kể cả từ kiều la lộ nguyễn khám hỏi anh dịch ai biết đúng rồi 4-5 năm bên đấy thì chắc chắn là nói nhiều hơn uống đi anh em uống đi nói nhiều đầy mà làm sao cũng bị vơi đây đưa anh hai anh em một cái thôi đánh chút đã hai chú gặp nhau mà anh em uống thế con cái quan trọng này cháu cái cháu cho bưng vừa thôi bưng mày lớn thế này nó chạm hết cả vì trẻ anh em mày cứ bưng vừa rồi nhiều quá nó chạm vì trẻ chuẩn công nhận hai nhà hai nhà chỗ ok ok đấy thứ nhất ok các bạn riêng bốn triệu ông Dinh bóng ông Dinh bóng rượu chú Đường yên tâm luôn một câu là yên tâm luôn à, chú Đường rất tuyệt vời riêng dân đấy em làm bây giờ ai làm không như chú Đường ông cho tôi mới bây giờ Đường tôi mới Đường chặn theo tôi rất rồi rượu rượu vừa đấy nhiều quá thôi ông này ơi ông Dinh ông này ơi lên đấy đợi là đồng chí đợi lên đợi là chuẩn bị lên anh Đường ơi anh Đường thế bảo đây là em giới thiệu đây em là đồng nghiệp mình đi quê của em ở bên từ nhà anh cơ rồi anh em mình gọi là ít được ngồi uống rượu nhau rồi hôm nay là lên lên chào nhé anh em xin mời anh giới thiệu như vị là chúng ngoan được mà chúng ngoan luôn thế hôm
nào anh sang là bữa nhỉ? Ôi, đàn cười, đơn giản. Và chú Đường, anh em sang là bữa nhá. Anh em mình sang đấy họp mặt thì anh được thích. Chú Đường biết anh không lâu lâu em không nhìn thấy anh thật. Chú Đường không biết anh đi làm nhưng em kêu anh này. Chú Đường biết là anh cả chưa rồi. Sao nhau gặp nhau là gì? Đi đâu? Anh có mất đi đâu, anh vẫn đi ra thì vẫn đây. Vâng. Có mất đi đâu, chú đi anh ra thì vẫn đây. Đấy, không như không nhìn thấy anh thì nhớ anh. Vâng, anh ơi. Rồi, anh em đi gửi nhau nó nhớ. Đi làm mình là biết hết rồi chứ không biết chú đâu. Đúng rồi, chú anh tả như thế nào? Anh ơi. Và lúc mà chú chưa đến lưu chú chả anh quả trứng nào mà chú nhưng thì... mà nói gì thì nói các bố này, các bố cứ toàn chẳng biết ai người nhà. Ai là bố đây? Đồ nói các ông này, các ông sai hết một toàn. Các ông cứ nhận ông này là anh là thế nào? Ai, em là anh. Ông này em là thế nào? Tôi là tôi còn gọi ông này là anh. Ôi thế muốn cười gì? Ra là tôi là trưởng họ. Mà tôi còn chưa dám là xin anh ông này. Thế tôi hỏi nhá. Nào. Đây. Đây nào. Để tôi nói đây. Đây nào. Thế ông Trần. Được chưa? Mới quên. Không, mới quên rồi. Mới tống. Bố lịch, bố lịch. Dưới. Bà bảo. Biết ai không? Dưới bà bảo ai được dưới bà biết. Đấy, thế là người nào. Được chưa? Nên. Phát biểu nói to quá. Không biết rồi. Anh Đường không hết chưa? Ngoài. Anh Đường hết chưa? Vâng, anh chào anh nhờ. Nào, anh ạ. Vâng, anh chào anh. Mình thì nha. Tôi đi. Thì bây giờ tôi đang mời Đường. Uống rượu, uống rượu cái. Mời Đường kìa. Bắt Đường một chén. Bắt Đường một chén. Chén này là chén bắt Đường phải đổi rõ ra là cái này. Đây, đây, chờ mời chưa. Riêng là ông và bà bảo là bà cô đúng không? Đúng không? Thì bà cô thì chắc chắn là phải hơn bà Biên rồi. Đấy, bà Biên là chị em bà bảo thôi. Nhưng tại sao tình để sinh ra là này? Đấy, dưới bà bảo ông vừa chết ông Minh với ông Tống. Ô, ông có hỏi xem có chết ông Minh ông Tống không? Có chết ông Minh ông Tống không? Có chết ông đã. Tôi hỏi ông thôi. Tôi chỉ biết mẹ ông là. Bây giờ tôi hỏi một tí lại nè. Bà bảo có chết ông Minh với này ông Tống không? Thế là có chết gì nè. Tôi không biết nhưng mà tôi nói. Tôi hỏi chú. Chú Anh gì? Chú Anh. Ừ. Thì trả dưới mẹ tôi à? Đỡ thì. Ờ, đây. Nhưng mà ông nhiều chuyện quá, đây ngồi nhà địch hôm nay rồi chán lắm rồi. Trưởng khổ quá. Thôi nhưng mình giải quyết nhanh đi. Đúng không? Em là con trai bà bảo lớn. Đúng không? Bà bảo là trưởng họ. Chả biết tôi anh nhỏ thì... Bà bảo em là người họ chả không anh trưởng họ. Nếu con trai. Đây là có đâu được rồi. Đây, chân được rồi. Ông anh trưởng họ. Chân này, chân này, chân này. Chân này, chân này. Nếu mà con trai thì... Nếu con trai chuyện gì? Thôi không sao đâu anh. Đúng không? Anh trưởng nhà. Rồi, em ra đi với đi cho nó sướng. Ra đi với nó sướng. Rồi sao đi được sướng. Rồi, chú Đường đi. Siêu chú Đường tuyệt vời luôn. Tớ không biết như bây giờ chỉ qua khu điểm là gọi bằng cái gì. Thế thôi, thế chú phải theo bọn nó. Siêu anh Đường nha, làm dạng lên. Nên bây giờ bao lần rồi. Người chủ anh Đường vẫn dạng lên. Đúng rồi, tốt chắc. Chuẩn, chuẩn, chuẩn. Không sao cả. Không, nhưng mà đấy tớ đang nói về cái này. Cho tôi một chén để thùng. Nhiều tuổi hay tuổi nhưng mà hai anh em mừng một chén. Chú bảo chưa gặp em lâu không của anh. Anh gặp chú Minh Long ngồi cho ăn Minh Long đi. Đúng anh. Ngon thế. Vừa thôi. Chú ăn Minh Long đi. Thôi chén này vừa thôi. Đây. Không để xin phép tất cả anh em nhé. Được chưa? Thôi ra không muốn đi lăng đâu. Không cùng này thôi. Là thế. Đưa tôi. Cần ai? Chị nhắn này với tôi là... Cô mà ông gần cái này. Không nói là... Cô mà ông gần cái. Các em bỏ một cái thằng thần rồi. Đúng không? Dạ, tôi đã bỏ tôi rồi. Sao giờ bỏ vậy? À, tôi lo anh nhậu. Mà không chịu kiếm việc làm. Tại sao sống với nhau bao nhiêu năm trời nó không thiệt? Ít nhất nó thấy tôi nhậu nhiều là tôi có nói thiệt. Nó khuyến khích tôi biết đâu em bỏ một cái thằng thần rồi. Sao giờ bỏ vậy? Tôi lo anh nhậu mà không chịu kiếm việc làm. Tại sao sống với nhau bao nhiêu năm trời nó không hiểu. Ít nhất nó thấy tôi nhậu nhiều là tôi có năng khiếu. Mà khuyến khích tôi biết đâu em bỏ tôi trở thành thần rồi. Đúng không? Sợ tôi nó bỏ tôi rồi. Sao anh nhà nó là cãi nhau rồi đấy. Nhưng mà anh không đánh mày. Anh không đánh mày.
nhưng còn không đánh được thì thôi tôi đi làm thôi, được việc của mình là được. Chú được ạ. Đầu tiên là hôm nay cũng là ngày giỗ ông chú đây, anh gọi ông chú. Mày có bao nhiêu là chú Nịch cũng là năm nay cũng là đây chú đây hai nhà mình, hai nhà mình. Em mà có gương trước sau em chơi lấy. Ủa thế thì tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Nếu có gương mà đầy đủ cắt lấy luôn. Thế nhưng mà mình lại không chơi được sau. Tính em bên chân dưới. Thôi, em rời đi. Nhưng mà dạo này chú có dọn rác bên này không? Ở đâu rồi? Chả chờ ai chờ. Bên ngay mà. Bên ngay là chú vẫn phải nằm. Chú làm tuyệt vời. Bỏ một tuần rồi. Công nhận chú làm tuyệt vời nhưng mà lý do không? Không có, đèn không giả. À, đô la không có. Đô la không có. Ở đâu, ở đâu, ở đâu? Công ty gì đang phải hàng không ạ? Bây giờ là mới xong việc thôi. Không phải. Bảo anh bác cần sang mà ngồi cùng cho nó. Nhưng mà chú dọn ở thung Phương Viên về chú dọn được bao nhiêu tiền một tháng? Bây giờ là 1 triệu rưỡi. Anh được ơi. Thế là sao? Ê, anh hết rồi. Anh kia của ai kia? Đâu anh hết rồi. Làm chủ sĩ nó về trước thì xong rồi. Thế là gần 3 tháng rồi. Anh Nam ơi. Thế đấy còn hơn 1 tháng nữa mà. Ai chả? Còn cái tâm này. Chứ lúc này phát với con cho quăng lên chảy đất. Em chỉ làm đến con chưa quay lại đây. Em nhận lịch tối thôi. Vì cái thằng ở dưới dưới kia mình hẹn nó là tối nay nó lên, thì hôm nay không có nó lên trưa nay thôi. Quả nó chắc là tối. À thằng thôi đâu, bỏ đi, bỏ đi. Các bạn ơi, thì chú Đường bọn hai nhà tôi là lâu không gặp nhau. Đây cũng là một dịp cuối năm của nhà Hoàng Hình và được gặp em Đường đây. Anh em tôi cũng có một chút rượu cùng với nhau mà mời các bạn cuối năm sớm. Cuối năm 2020 và chuẩn bị sức khoảng một tuần nữa là bước sang năm 2021 thì anh em tôi cũng là chúc nhau sức khỏe và chúc tất cả các bạn, chúc tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam này và trên thế giới luôn luôn mạnh khỏe và phòng dịch rất là tốt. Chúc mọi người là hạnh phúc ăn Tết ngon lành. Chúc tất cả mọi người rồi, ok nhé. Chú Đường là luôn luôn là làm công việc giúp tất cả mọi người công việc của chú làm ấy. Chúc chú luôn luôn sức khỏe để có bên nào vui được. Chúc gia đình chú là có một năm sớm ăn Tết an khang thịnh vượng, sức khỏe và gia đình là chú luôn luôn sức khỏe và mãi mãi hạnh phúc. Vợ chồng em bảo rất hạnh phúc. Đấy, anh chị hạnh phúc, sức khỏe và hạnh phúc, còn tiền bạc thì anh em mình có thể kiếm ra lương và hạnh phúc và sức khỏe không kiếm được. Đấy là chúc em chú nha. Em đang uống thuốc thật đấy. Nó bảo là uống nhiều thì nó ngạt mũi nên là tối qua ngồi uống rượu có lợi. Nhưng mà ông này lại xấu hổ. Mất dạy không dạy được.